mọi người, hôm nay mẹ Hằng sẽ làm món chè khúc bạch. Lâu lắm rồi mẹ Hằng không làm món này á, tự nhiên thấy thèm ghê. Nguyên liệu để làm chè khúc bạch thì rất là đơn giản và dễ dàng tìm mua ở tất cả các chợ. Ở đây mình có sữa tươi nè. Sữa tươi này là sữa tươi 2% ít béo. Tiếp theo là kem tươi. Tiếp theo nữa là vải nhãn hộp, có chôm chôm hộp nữa. Các bạn thông cảm, bà thím này đi chợ là cứ thích quơ hết về. Tiếp theo nữa là tinh dầu hạnh nhân. Cái này có cũng được, không có thì các bạn có thể thay thế bằng vanilla. Hồi trước mình làm bằng vanilla thôi mà mình thấy vẫn ngon như thường. Tiếp theo nữa là hạnh nhân. Hạnh nhân này là loại hạnh nhân lát, nhưng mà nó còn vỏ. Vỏ hạnh nhân thì cũng tốt cho sức khỏe nên mình thích ăn loại này. Bạn nào mà thích hình thức đẹp hơn thì có thể thay bằng hạnh nhân mà không có vỏ. Tiếp theo nữa là gelatin. Ở đây mẹ Hằng chỉ sử dụng một gói gelatin thôi. Đây là hiệu Knox. Đầu tiên thì mình sẽ cho một ít nước vào trong cái chén nhỏ này để mình ngâm gelatin cho nó nở ra. Đó, một ít thôi. Sau đó mình sẽ xé gói gelatin ra, xong rồi mình rắc từ từ lên nước cho nó tan đều. Các bạn mà bỏ vào một lần thì nó dễ bị đóng cục á. Đó, các bạn rắc từ từ trên mặt nước vậy thôi. Cứ rắc từ từ lên trên mặt nước để nó tan ra. Sau đó để yên khoảng 5-10 phút để cho nó nở. Càng ngày cái mặt này nó càng dày thì các bạn rắc chậm lại nha, không thôi rắc nhanh quá nó bị vón cục. Nếu như các bạn muốn làm nhiều hơn thì cứ tăng gấp đôi công thức lên. Xong rồi đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ để yên cho gelatin nở. Cái gói gelatin này là khoảng 8-9 gram gì đó. Nếu như các bạn không có mua nguyên gói như thế này thì có thể cân lẻ ra 8-9 gram. Trong khi ngâm gelatin thì mình sẽ đi nấu hỗn hợp kem tươi. Mình sẽ sử dụng một cốc kem tươi như thế này. Đó, trong đúng một cốc nè. Tiếp theo mình sẽ đong một cốc sữa. Xong rồi mình sẽ mở bếp lửa liu riu thôi. Với một cốc sữa và một cốc kem tươi thì mình sẽ cho vào đây khoảng 50g đường. Đường các bạn cứ cho từ từ thôi, đến khi nào hợp khẩu vị á thì các bạn dừng lại nha. Không cần phải cho chính xác số đường mình nói. Sau đó mình sẽ khuấy đều, khuấy liền tay để sữa không bị cháy. Sau khi gelatin đã nở đặc như thế này rồi thì mình sẽ cho vào lò vi sóng và quay cho nó chảy ra. Làm gì thì làm, nhớ để ý tới nồi sữa không thôi nó cháy nha các bạn. Nó có vẻ gần nóng rồi, bây giờ mình quay gelatin rồi bỏ vô là vừa. Cần 30 giây là nó tan ra hết rồi nè các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi sữa. Khuấy đều cho sữa ấm thêm một chút nữa rồi mình sẽ cho cái hỗn hợp này ra khuôn. Bây giờ mình đi chuẩn bị khuôn nhé. Mình sẽ cho cái hỗn hợp sữa, kem tươi và gelatin vào trong cái khuôn thủy tinh này. Nếu như các bạn sợ nó dính thì các bạn phết một lớp bơ mỏng ở trong nha. Hỗn hợp này được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, sau đó cho tinh chất vào. Nếu các bạn có vanilla thì cho tinh chất vanilla, còn có hạnh nhân thì cho hạnh nhân nha. Mình cho vào khoảng nửa muỗng cà phê thôi. Đó, khuấy đều, bây giờ cho ra khuôn được rồi nè. Thế là xong phần khúc bạch. Bây giờ mình để yên cho nó nguội, sau đó cho vào tủ lạnh để nó đông lại. Trong lúc đó thì mình sẽ đi rang hạnh nhân. Hạnh nhân này mình cho vào một cái tô rồi bỏ vô lò vi sóng quay. Mỗi lần quay 30 giây thôi. Sau
sau 30 giây thì các bạn lấy ra đảo đều, xong lại tiếp tục bỏ vô quay tiếp. Hạnh nhân này nó màu chín lắm nên các bạn thấy nó gần chín rồi á, thì về sau giảm thời gian quay trong lò vi sóng lại nhé. Hạnh nhân được rồi nè các bạn ơi, bây giờ để cho nó nguội thôi. No use in looking back. Gotta laugh or gotta live. 'Cause I'm so over the past. And I'm living it fast. Mm-hmm. Underneath the strobe lights, ready for a crazy night. I can hear your heartbeat. Banging loud like a drum. Let me be your only one. Mall này hôm nay có mấy cái xe bán đồ nữa nè các bạn. Chắc đồ người ta tự làm á. Cái tiệm Bill và Ben hôm nay người ta sửa sang lại đẹp hôm nay các bạn. Cái máy làm bông cũng nhìn khác. Cho bánh mì để ăn với bơ trong khi đợi đồ ăn nữa. Cái bơ này có trộn với quế thơm đó các bạn. Mẹ hàng uống margarita. Cái này tên là Hurricane cơn bão. Mấy cái bánh mì này ở đây người ta tự làm tươi luôn á các bạn. Hồi nãy ở ngoài cửa ra vào mình có quay á, ở bếp người ta làm sẵn luôn. Trẻ em vô nhà hàng á thì được phát cho giấy để có màu với lại bút màu nữa. Đây là nhà hàng Classic Row House. Hôm nay Donut uống juice. Đây là nước trái cây gì vậy Donut? À, đây là nước chanh. Đây là nước chanh massage. Yeah. Đây là phần ăn của mẹ Hằng. Có cơm nè, có tôm, có thịt bò, với lại con nấm xào nữa. Bên trong tủ lạnh thì chè khúc bạch của chúng ta đã đông rồi nè các bạn. Mẹ Hằng mới lấy ra khỏi cái khung này. Bây giờ mẹ Hằng sẽ dùng cái dao có răng để cắt thành những vô vuông cho nó đẹp. Xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho ra tô ăn thử nhé. Mẹ Hằng sẽ khui một lon vải. Chà ra, mùi vải thơm quá các bạn ơi. Tại vì cũng ít khúc bạch nên mẹ Hằng ăn cái nước ở trong hộp vải này luôn, khỏi nấu mất công. Để mẹ Hằng cho thêm đá vào nữa.
khúc bạch này mỗi lần mình ăn một thau luôn cũng được nữa. Mời các bạn nha. Trước khi làm bánh thì mình sẽ mở sẵn lò với 350 độ F. Sau đó chuẩn bị khuôn, nếu khuôn chưa có chống dính thì các bạn nhớ xịt một lớp chống dính nhé. Đầu tiên cho 1/4 cốc bột mì vào một cái bowl thật là lớn. Tiếp theo là một cốc đường cát trắng, các bạn bỏ chung vô với bột luôn nha. Tiếp theo nữa là 1/3 cốc bột cacao nguyên chất. Cho vào chung với cái bowl đường với bột luôn. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê bột nở và 1/4 muỗng cà phê muối nở, một chút xíu muối nở thôi. Cuối cùng các bạn cho vào hỗn hợp khô này một nhúm muối, cho muối xa xa bột nở với muối nở ra nghe các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ mix đều cho các loại bột hòa quyện với nhau. Khi mà cái hỗn hợp khô này đã hòa quyện với nhau rồi thì chúng mình sẽ đi chuẩn bị hỗn hợp ướp để cho vào, ví dụ như là trứng hay là sữa, dầu ăn. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây 2 quả trứng. Tiếp theo là nửa cốc sữa, 1/4 cốc dầu ăn, 1 muỗng cà phê vanilla. Sau đó mình sẽ cho máy trộn đều cái hỗn hợp này trong khoảng 2 phút rồi đem đi nướng thôi. Đơn giản không các bạn? Sau khi hỗn hợp này đã hòa quyện vào nhau như thế này thì mình sẽ cho ra khuôn và bắt đầu nướng. Mình chia bột ra 2 khuôn để nướng thành 2 tầng bánh á, khỏi phải cắt. Bây giờ mình bắt đầu nướng đây. Trong khi chờ bánh chín thì mình sẽ đi dẹp cái bãi chiến trường này. Làm tới đâu dọn tới đó thì qua bước tiếp theo mình không có bị cập rập quá. Bây giờ mình sẽ đi rửa chén đây. Dọn rửa xong rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục nấu mứt cherry để tí nữa cho vào trong bánh. Cái này là trái cherry để mình trang trí lên trên bánh. Còn cái này là cherry hộp để mình nấu mứt. Mình cho hết số cherry ở trong hộp này vào cái nồi và nấu cho nó hơi loãng ra. Các bạn không cần phải đun sôi cái hỗn hợp cherry này, chỉ nấu cho nó hơi loãng ra một chút thôi. Tại vì nếu mà mình đun sôi quá thì mình phải đợi nó nguội rất là lâu, và đợi nó nguội hẳn rồi mới phết lên bánh được. Mình chỉ cần khuấy đều cho nó loãng ra như thế này là được, để dễ dàng phết lên bánh đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó qua một bên đợi bánh chín. Ồ, bánh của chúng ta nở phồng lên rồi này các bạn, sắp chín rồi. Bánh này mình nướng trong khuôn nhỏ nên nướng khoảng 30 phút là nó chín rồi nè các bạn. Còn nước ép cherry này thì tí nữa mình sẽ dùng nó phết lên trên bánh để giữ độ ẩm. Bánh chín rồi, mẹ Hằng để đây cho nó nguội một chút rồi mới lấy ra khỏi khuôn. Sau khi bánh nguội thì mẹ Hằng đã cắt cái đầu cho nó bằng phẳng, tí nữa mình chồng lên á, nó không có bị xê dịch. Còn đây là cái phần đầu mà mẹ Hằng cắt ra nè, mẹ Hằng sẽ bóp cho nó vụn ra để tí trang trí bánh. Trước khi bóp nhớ rửa tay nha các bạn, chứ mình làm bánh sinh nhật cho ai mà người ta biết mình bóp vụn bánh ra bằng một cái tay dơ chắc người ta sợ luôn. Bóp vụn thịt vụn ra để tí trang trí bánh nha. Tí nữa trang trí sao thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Nên là tận dụng cái phần bánh không dùng tới á, tại vì mình ăn vã thì mình lấy mình trang trí.
Bánh này các bạn làm không ăn vã chơi thật ngon nữa, không cần phải trang trí cái gì hết. Mềm ẩm ngon lắm các bạn. Bánh nguội hẳn đó nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi đánh kem tươi để trang trí bánh. Đánh kem tươi thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần cho kem tươi vô một cái bowl. Cái hũ kem tươi này gần hết rồi, mà hàng xài hết luôn. Tiếp theo cho một ít đường vào, bạn hàng cho nhắm chừng thôi vì cũng không muốn ăn ngọt quá. Nếu như mà các bạn có đường bột đó, thì cứ cho đường bột vào nha, nó sẽ dễ tan hơn. Cuối cùng nếu các bạn có tinh chất vanilla thì cho thêm một chút xíu vào cho nó thơm rồi đánh lên. Bạn hàng mới cho thêm chút xíu vanilla vào, bây giờ mình sẽ đánh kem với tốc độ từ nhỏ đến cao. Kem tươi lạnh đánh rất là nhanh bong. Khi mà các bạn thấy nó có vàng vàng như thế này thì hạ tốc độ xuống, đánh với tốc độ chậm thôi, không thôi nó bị tắt nước nha. Xong rồi đây, bây giờ mẹ Hằng sẽ bỏ kem tươi vô cái ống bắt kem này cho dễ bắt. Đầu tiên mình phải cho một ít nước trái cây ra chén. Đây là nước cherry nha các bạn. Mình sẽ dùng cái nước cherry này để phết lên mặt bánh. Phết nhiều nhiều một chút để nó dịu độ ẩm cho bánh nha. Cái mùi cherry cùng với bánh sô-cô-la này cũng thơm lắm. Phết mặt bánh xong thì mình sẽ cho một lớp kem tươi lên trên. Kem tươi đã đánh bong rồi á các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho một lớp mứt cherry lên. Mình sẽ đặt một lớp bánh nữa lên trên. Mình lấy thêm kem tươi khuyết vào cho nó đều trong cái khe bánh này, khe giữa hai tầng bánh đó các bạn. Sau đó mình sẽ lấy thêm kem tươi để phết lên. Ta-da! Xong rồi đây, mấy cái vụn bánh thì mẹ Hằng làm cái viền, còn ở trên mẹ Hằng bỏ mứt cherry với lại mấy trái cherry để trang trí thôi. Mẹ Hằng trang trí xấu lắm các bạn đừng cười nha. Kem mẹ Hằng đánh hơi quá tay nên nó cũng không có được mịn lắm, mà thôi kệ, ăn ngon là được rồi. Quan trọng là tấm lòng đúng không? Bây giờ mẹ Hằng sẽ bỏ bánh vào tủ lạnh. Mẹ Hằng lại làm bò nhúng giấm. Mắm nêm hảo hạng. Mẹ Hằng đang xay rau để uống, cũng vẫn công thức cũ, cải xoăn, cần tây với lại táo. Hôm nay mẹ Hằng quyết định là sẽ xay nhiều để uống lai rai cả ngày luôn.
Tuy là quay cảnh xay rau nhưng mà mục đích chính là mẹ Hằng muốn giới thiệu với mọi người cái máy xay sinh tố này. Đây là một loại máy xay bình thường ở Mỹ thôi, không phải là loại cao cấp hay là xịn nhất đâu. Nhưng mà mẹ Hằng xài nhiều năm rồi và thấy nó rất là tốt. Cái máy này thì hiệu Ninja, các bạn đi siêu thị như là Target hay là Walmart thì cũng có bán hết á. Một bộ gồm có một cái máy xay lớn để xay sinh tố nè, một cái máy xay nhỏ cũng để xay sinh tố. Nói chung là hai cái máy này mình để xay những cái đồ mà uống trực tiếp, còn thịt thì mình xay bằng cái này. Cái máy này là mình chuyên để làm xay thịt thôi, không có xay mấy cái đồ mà ăn trực tiếp. Đó. Cái máy này á, thì nó còn đi kèm theo một cái lưỡi khác. Cái lưỡi này thì không có bén. Cái lưỡi này các bạn có thể dùng để làm bánh, như là làm bánh cookie, làm mấy cái loại bánh mà không cần phải đánh trứng á. Cái này thì nó có thể trộn lên. Đó. Nếu mà phải xay sinh tố nhiều như là hôm nay thì mình sẽ dùng cái cối xay này. Cối này rất là bự. Còn khi nào mà xay ít như hôm bữa thì mình sẽ dùng ly. Khi mà mua cái bộ này thì được tặng thêm vài cái ly này nữa, hình như là một cái hay hai cái gì đó, có kèm theo nắp để khi mà mình xay xong mình đậy nắp lại rồi mình uống trực tiếp trong cái ly đó luôn. Nguyên cả bộ này mẹ Hằng mua hình như chỉ 100 mấy chục đồng thôi, cỡ 2 triệu mấy, 3 triệu mấy Việt Nam đồng á. Cái nắp của nó rất là an toàn, mình phải đậy đúng hướng thì nó mới khởi động máy. Chỉ có khi nào mà đậy nắp lại thì máy nó mới khởi động thôi, chứ không bao giờ mà nó để cho mình mở nắp như thế này mà sử dụng hết, nguy hiểm lắm. Nếu như mà các bạn có hứng thú với lại máy móc và đồ gia dụng ở trong nhà thì các bạn cứ nói nha. Mình khi nào rảnh mình sẽ quay những cái đồ dùng ở trong nhà rồi review một chút xíu cho các bạn tham khảo. Tất cả mấy cái đồ dùng trong nhà như là nồi cơm, máy đánh trứng hay là máy xay sinh tố thì hai vợ chồng mình đều dành dụm và mua từng thứ một. Khi mà được tự mua sắm đồ ở trong nhà các bạn thì mình có thể mua theo sở thích của mình, rất là thoải mái. Cho dù không có điều kiện để mua hết tất cả cùng một lúc nhưng mà cứ tha lâu thì đầy tổ thôi. Hôm nay mình cho nước ép cherry vào xay chung, không biết uống có ra gì không nữa. Không ra gì thì cũng phải uống cho hết. Đó, đậy nắp lại chặt như thế này thì mới có thể bấm nút xay. Chứ không đậy nắp chặt là không ai cho mình xay đâu. Rồi, vô nha. Chết cha, rồi nó ra cái màu gì á, không biết uống được không nữa. Nè các bạn coi, khi mà mình đậy nắp vô chưa chặt như thế này á thì cái nút này nó chớp nháy, nó không cho mình khởi động máy đâu. Đến khi mình đậy nắp chặt lại đó thì cái nút này mới sáng, nghĩa là mình có thể sử dụng rồi, rất là an toàn. Sau khi xay xong á thì mẹ Hằng cho một chút nước với vài giọt xà bông vào để xay làm sạch máy. Tí nữa chỉ cần đổ hết cái nước này đây rồi rửa thôi, rửa rất là nhanh. Đây là thành phẩm. Ly này thì mẹ Hằng bỏ một chút sữa chua xoài vô xay thêm nữa, không biết uống ra gì không. Cái máy này có thể lấy rời cái lưỡi ra để rửa rất là tiện các bạn. Đó. Ở trong nó chỉ có vậy thôi. Mình rửa nó bảo đảm là sạch hết, không có sợ bị cặn bẩn dơ đậm vào bên trong. Hello, đó nó điệu. Hello. Bạn Hằng mua cái nơ này xài cho đó nó đúng hợp luôn nha các bạn. Tiện là tiện mà ở trên đầu nó nhẹ lắm, như không có gì hết. Nó giữ tóc thôi. Đây là bàn chải đánh răng của Donut. Các bạn thấy ở dưới nó to như thế này nhưng mà cái đầu của nó nhỏ lắm, cho trẻ em mà. Tại vì nó là bàn chải điện, sạc điện được nên ở dưới nó mới to như vậy. Đánh bằng cái bàn chải này rất là tốt, hiệu quả lắm các bạn. Nó làm sạch răng nhưng mà nó không có quá chà sát mạnh để làm tổn thương răng hay là bào mòn răng. Nhất là phần lợi, nó cũng không có làm tổn thương lợi. Mình chỉ cần di chuyển tới những cái chỗ cần đánh, cái bàn chải này nó sẽ rung nhẹ để nó lấy hết mảng bám ra.
Donut đánh bằng cái bàn chải này từ nhỏ nên răng của Donut đến bây giờ mà không có một cái nào bị đen hết, cũng không có bị mảng bám luôn. Còn đây là kem đánh răng Donut hay sử dụng, đây là kem đánh răng fluoride. Cái này thì hoàn toàn là thành phần tự nhiên. Cái loại kem đánh răng này Donut xài tới tuyết thứ mấy rồi mẹ Hà không nhớ nữa. Và nó có rất là nhiều mùi, nó có mùi bubble gum, mùi màu hồng. Còn trước kia Donut xài mùi dưa hấu nữa. Nhiều mùi dễ thương lắm các bạn. Và cho mọi người coi răng của Donut. Răng rất là sạch bóng, không hề có mảng bám hay là bị đen đen, không có bị đen luôn. Đây là cái hộp của nó nè các bạn. Nếu mà bạn nào ở Mỹ thì dễ dàng tìm mua ở trong Walmart á. Walmart nào cũng có hết á, khoảng 3 đồng thôi. Bà Hằng đang ở Costco, cái bộ máy xay Ninja giống nhà bà Hằng mà đời mới hơn nó đang sale nè. 179 đồng mà sale 50 đồng luôn, còn có 129 đồng thôi. Bộ ly này 6 cái xinh xinh mà có 14 đồng 99 nè. Mấy cái tô này có nắp luôn. Ồ, tô xinh quá các bạn. Tao có mở lên cho khác hơi ra nữa nè. 19 đồng 99. Rau củ ở đây được bỏ trong nguyên một cái phòng lạnh luôn. Vô trong đây lạnh cống. Cái tao con vịt này bự dã man. Ở đây có kem mochi nhìn ngon hơn kia các bạn.